Mình sẽ qua căng tin A, bên đó vắng mà lại có lò nướng nữa. Em xin lỗi chị nha, ngày nghỉ của chị mẹ em cũng làm phiền nữa. Chị em với nhau làm gì mà khách sáo vậy cô nương? Hôm nay chị được nghỉ mà. Tại vì em còn định nhờ giả chị nhiều chuyện nữa, nên phải lấy lòng một chút đó mà. Hay quá ha, biết vậy hôm nay tôi ở nhà. Chào anh. Chào Chào em. anh. Xin lỗi, lò nướng của nhà bếp đã bị hư rồi, anh không thể giúp gì được em. Lò nướng bị hư rồi hả anh? Vậy là kế hoạch của chị em mình phá sản rồi. Nếu mà hôm nay không làm thì sẽ không có kịp đâu chị. Anh ơi, thằng Tú nó lỡ mua lộn cái rổ khoai tím rồi giờ sao anh? Thiệt tình chỉ có vậy thôi mà cũng lộn nữa. Thôi em chịu khó mua lại phơi vàng cho anh đi. Dạ. À, anh ơi, anh có thể để lại cho tụi em rổ khoai tím mới được không ạ? Nếu em thích thì em cứ lấy. Cảm ơn anh. Thiên Ngon, sao em lấy nhiều khoai tím vậy? Rắc rối của chị em mình á đã được giải quyết rồi. Chị nghe đây Nhã, sao giờ này em chưa tới nữa? À, vậy hả? Vậy khi nào em xong em tới nha. Ừ. Có chuyện gì vậy chị? Nhã nói á, là đang bận ở lớp luyện thi cho nên chưa tới được. Ừ. Vậy thôi bây giờ chị em mình làm trước ha. Dạ. Đây là những dụng cụ mà các em cần nè. Cảm ơn ạ. Bây giờ mình phải làm gì đây?
chuyện tình gì mà mặt mày lắm em vậy con? Dạ, tại mấy bạn cố ý làm đổ hạt sữa bột lên người con. Mấy ngày nay là con hơi quá sức rồi đó. Mà con thấy con đi tới đi luôn vậy á, con khỏe hơn nhiều. Khỏe cái gì? Mới hôm qua đứa nào mới choáng đó. Con à, tập chương trình á thì mẹ vẫn cho con tham gia, nhưng mà con không được quá sức đó. Dạ. À, cái gì mà con ôm khư khư vậy? Không có gì đâu mẹ. Thì ra hai mẹ con ở đây. Con coi cha mang gì đến cho con nè. Cha biết ngày mai con tham gia chương trình trung thu, nên cha làm hộp bánh này để gia đình mình ăn trung thu sớm hơn đó. Con cũng cái này tặng cho cha mẹ nè. Con nhỏ khờ này, thì ra cả buổi sáng trốn đi làm bánh đó hả? Bánh này là do chính tay con gái của cha mẹ làm, nhất định cha mẹ sẽ ăn thật nhiều nhé. Cái gì mà kéo gì nè trời, cái gì vậy? Nè, một lát bà đưa cho con nhỏ, nhớ nói là bà mua cho nó. Đây là bánh nướng hình con heo, con nhỏ thích ăn nhất đó. Chứ ông mua ông đưa, mấy tôi đưa. Lần này tôi đóng vai người cha nghiêm khắc, để con nhỏ không dám giỡn mặt nữa. Mày đặt quá à. Nhớ đưa cho nó, tôi chạy xe đi. Cái gì mà kéo mẹ dữ vậy nè? Chuyện gì? Tí á, mẹ nói cái bánh trung thu này là của mẹ đưa cho cha nha. Ủa sao con tự đưa? Dạ thôi, dạo này con làm gì cha cũng ngờ con hết trơn á. Nói của con đùa hả? Mất công cha lại nghĩ con làm gì sai, rồi đang chuộc lỗi nữa. Mà con có làm được gì sai không? Không có, mẹ nè. Vậy thôi, tới này con đi học rồi. Con đi học nè, rồi đưa cho cha giùm con nha. Đoạn đi. Có cái bánh trung thu không, cũng bỏ vô cái hộp. Làm như quà sinh nhật chị. Làm quá à. Cha cho con heo. Con cho cha cái bánh trung thu. Sao mẹ đứa trung gia không có cái nào hết trơn vậy? Vì trong cái gia đình này tôi đâu có giá trị đâu trời. Thưa cha, con mới đến. Ừ, ngồi đi. Con biết gọi một tiếng cha coi như cũng còn được. Cha, sắp trung thu rồi. Thì sao? Cha về nhà đi, có được không cha? Nhà nào? Cha, con biết thời gian qua con đã làm nhiều điều không đúng với cha. Đáng lẽ con phải ở bên cạnh cha nhiều hơn, quan tâm cha nhiều hơn. Con hứa là kể từ bây giờ con sẽ thay đổi. Con sẽ... Trễ rồi. Cuối tháng này, có rảnh thì đến chia vui với cha. Có những chuyện qua rồi, thì nên để cho nó qua đi. Tiên thật sự là một người tốt. Nếu con thương cha, thì hãy học cách chấp nhận để gia đình được êm ấm.
Cảm ơn thầy. Em không sao chứ? Cha em là gì đã ly dị. Cuối tháng này cha sẽ cưới vợ mới. Tình cảm là thứ dễ thay đổi và dễ quên như vậy sao? Chuyện này còn tùy thuộc vào mỗi người và tùy thuộc vào thời điểm xảy ra câu chuyện đó. Vậy thì em hy vọng sẽ có một chuyện nào đó xảy ra trong thời điểm này để cha em có thể suy nghĩ lại và thay đổi quyết định ngày hôm nay. Đi thôi. Đi đâu thầy? Ăn uống là một cách giúp người ta giải sầu hiệu quả nhất. Tôi mời em. Không. Bữa ăn hôm nay mỗi người một nửa. Tại sao? Hình như là đâu chỉ có mình em mới có chuyện buồn. Đồng ý. Đi thôi. Ừ. Mà thôi, cho em hẹn thầy dịp khác. Tự nhiên hôm nay muốn về với gì? Em có xe để về không? Dạ không. Tôi sẽ đưa em về. Dạ. Gì? Con đi tuần phòng hả? Con mới ở ngoài về. Sao dì lại ngồi ở đây vậy? Ờ, dì thấy ngột ngạt quá, ra ngồi ngoài này cho nó thoáng. Dì đã ăn gì chưa? Hay con với dì đi ăn cái gì nha? Dì đã đi ăn với Ân rồi. Thôi mình vô với Ân nha dì. À, mình vô đi con. Để con lấy cho. Cha con thật quá đáng mà. Là cô ta mang đến, không phải cha con. Dì, con... Dì không sao đâu con. Tâm trí của dì bây giờ chỉ còn chỗ dành cho Thiên Ân thôi. Mình vào với Thiên Ân đi con. Con. Chị. Đang đọc cái gì mà say sưa vậy? Em đọc quyển sách mà chị tặng cho em nè. Em đọc xong hết rồi, nhưng bây giờ mọi người muốn đọc lại. Chị có rửa mấy tấm hình không tập chương trình Trung Thu, em có muốn xem không? Dạ có. Nè em. Nè mẹ coi nè. Cái này là do chính tay con gái mẹ chụp. Mẹ thấy đẹp không? Tự khen hình mình chụp. Cái này gọi là cái gì ta? Mèo khen mèo dài đuôi đó. Nhưng mà cái này thì con phải công nhận, Thiên Ngân rất có khiếu chụp ảnh. Giống như đợt hình mà Thiên Ngân chụp trong sinh nhật bé Linh á, hình nào cũng đẹp hết gì. Mẹ nghe chị Dung nói chưa? Chị Dung cũng phải công nhận mà. Khi nào mà con xuất diện á, con sẽ đăng ký một lớp nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Rồi lỡ đâu sau này nhà mình có một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì sao? Nếu lần này con nhanh chóng hồi phục, mẹ sẽ mua cho con một cái máy chụp hình làm phần thưởng. Mẹ hứa đó nha. Vậy chắc chắn là con sẽ giành được phần thưởng này. Ủa, cả nhà đi đâu hết rồi? Không biết.
Cho mẹ ăn cơm. Ăn cơm vậy thôi hả? Ừ. Sao mặn dữ vậy? Ăn được thì ăn, không được thì thôi. Ba sao nghe? Ăn được thì ăn bánh trung thu trừ cơm đi. Để cho người không có bánh này, người ta ăn cái dĩa rau muống mặn chát, người ta ai dành với tôi à? Thôi, mình lấy chiên trứng mình ăn. Còn con đi nấu mì gói ăn luôn. Hết đi. Người đi ăn trứng chiên, người đi ăn mì gói hết đi. Để một mình tôi ăn cái dĩa rau muống mặn chát này cho. Đó, tám ơi là tám. Thương chồng nhiều vô, lo cho con nhiều vô, có ai quan tâm đến mình đâu. Trời ơi, sao số thật khổ vậy nè trời. Được rồi, không ai quan tâm tới tôi cũng không cần quan tâm tới ai hết trơn rồi á. Ngày này tôi đi đó nghe. Tôi nói là tôi làm tôi đi nha. Tôi đi à. Đi. Ồ. Mày lật dựng lẫy nữa. Tại vì con nó còn nhỏ, mới đưa trước cho nó để cho nó mừng. Còn bà á, tôi tính tối nay tôi mới đưa cho bà nè. Còn con á, con chỉ sợ cha chị xe từ sáng tới tối không có kịp đưa cho cha để cho ăn, cho nên con mới đưa cho cha trước, chứ con cũng mua cho mẹ chứ bộ. Gì đây? Bánh nướng chọc cảnh, bó thích nhất. Còn cái này là bánh đậu xanh trứng, món mẹ thích gì? Quý hai cho con, tặng người ta thì tặng đại đi. Không chịu nói làm tên làm tao tưởng. Tưởng gì? Ở trong nhà này á, tôi với con Nhã mỗi người có một phần à. Bà được hai phần, bà là số một trong nhà này còn gì nữa. Mà cả nhà mình ăn cơm đi, rồi người cùng nhau ăn bánh trung thu ha. Thôi, ăn chát gì ăn gì. Đằng trước ăn mì gõ đi, tôi bao. Thôi, ăn mì gõ gì tốn tiền. Ở dưới bếp kìa. Con sao ngon lành và tép răng khế ngon lắm. Cái món hồng với Nhã thích thích để dưới bếp đó. Trời đất, bà này. Nhã, con lấy con sao Nhã. Cười. Cha. Bánh ngon không? Dạ ngon, con cảm ơn cha. Bánh này á, vừa lạ vừa ngon nữa. Để đi ăn chung đi. Dạ. Dạ, con cảm ơn cha. Ừ. Cha, cha ăn thử bánh của con đi, ngon lắm. Uống rồi. Bà Tám. Ừ? Ông Tám về chưa? Ông chợ thấy quận 2 về giờ á. Thôi, bà chuẩn bị nhanh đi, không là trễ giờ thăm đó. Tôi chuẩn bị hết rồi. Mà nói thiệt nha, bữa tôi vô tôi thăm nó đó, thấy xót xa gì đâu. Bởi con người không nói trước được. Mình mấy đang lành lặn tự nhiên. Thôi, bà yên tâm đi. Bây giờ người ta có chân giả hay lắm. Chỉ cần gắn cái chân đó vô á, là đi đứng cũng gần như bình thường đó. Ừ, vậy thì cũng đỡ. Hai chị cho em hỏi thăm, biết nhà anh Bình ở đâu không vậy chị? Ủa, bà anh hỏi anh Bình có gì không? Dạ, tôi mua nhà. Mua nhà? Dạ. Mua nhà. Có chuyện gì mà chú kéo ra đây vậy? Có chuyện gì mà đến nỗi phải bán nhà vậy? Tôi bán hồi nào đâu. Anh đừng giấu nữa. Hồi nãy người ta tới mua nhà gặp vợ em đó. Lúc trước á, tôi cũng từng định như vậy.
Nhưng mà bây giờ chuyện khó khăn giải quyết xong rồi nên tôi đâu có bán. Anh nói thiệt không vậy? Nếu chú không tin á, chú coi coi tôi có dọn ra khỏi nhà hay không. Người ta lo cho anh dữ lắm đó. Người ta tự anh bán nhà thiệt cho nên đứng ngồi không yên. Thôi vào trong đi.